Hello? Hello? Ồ, các bạn còn đang nghe hả? Ok, thôi mình tiếp tục nha, tranh thủ nha các bạn. Trời sắp mưa rồi, mưa bão tới rồi, bài này dài lắm. Ơi, nó nhắn một rừng luôn. Ok, học ngoan nghe xíu coi cho nghe nhạc. À, mình tìm hiểu yếu tố bên ngoài rồi, yếu tố bên trong rồi, giờ tới yếu tố bên ngoài nha các bạn. Ok. Ok. Cái yếu tố quyết định về giá, những yếu tố bên ngoài, chiến lược giá của doanh nghiệp trong thị trường dược phẩm sẽ chịu tác động bởi chính yếu tố bên ngoài này anh các bạn. Chính yếu tố đó là gì? Giá thuốc cạnh tranh. Muốn định giá là phải coi đối thủ của mình rồi. Cái này là cái đầu tiên mình phải, yếu tố này đầu tiên là mình phải đi coi nè. Cạnh tranh với mình định giá bằng, ngang bằng hoặc là cao hơn hoặc thấp hơn đối thủ cạnh tranh ra sao này chỗ này. Rồi các đặc điểm của người bệnh, các lợi ích, giá trị tiêu dùng, giá trị cốt lõi mà sản phẩm đó mang lại cho người bệnh, tức là giá trị điều trị nè. Rồi quy trình ra quyết định mua sản phẩm đó nó có phức tạp không, liên quan đến cái khách hàng của mình. Mà trong bài số 3 khi nói về hành vi khách hàng, phân nhóm khách hàng á, cái này các bạn đã đọc qua rồi, cô cũng có hướng dẫn sơ rồi đó. Rồi các đặc điểm bệnh tật, bệnh cấp tính, bệnh mãn tính ra sao nè, bệnh có triệu chứng hay không có triệu chứng nè, bảo hiểm y tế chi trả nè, cái định mức phần trăm chi trả của bảo hiểm y tế nó cũng khác nhau tùy đối tượng hay các bạn. Nhu cầu công ty muốn cái gì ở đây, có lợi nhuận, thu lợi nhuận, thị trường, thị phần, vân vân. Rồi công ty có thông qua chính sách về giá để tạo ra cái mối quan hệ lâu dài với khách hàng hay không, hoặc với những cái đối tác vân vân, tùy tùy theo công ty. Rồi khả năng của công ty có tài chính, có bộ phận truyền thông, có bộ phận nghiên cứu về thị trường, có những cái công cụ để hỗ trợ phân tích về giá, có những cái chính sách để yểm trợ cho việc bán hàng, cũng như là những cái hỗ trợ để có thể gọi là hỗ trợ tốt nhất về mặt tài chính đó, để đối phó với những cái khủng hoảng về truyền thông liên quan về mức giá mà doanh nghiệp mình đưa ra đó. Đó là năng lực của công ty nữa. Rồi chính sách công, phản ứng của dư luận xã hội khi mà định giá cao quá, giống như mấy bữa vụ khác cái test xét nghiệm á các bạn, Covid á, test nhanh á gì đâu mà loạn giá lên, thì lập tức bây giờ chính phủ sẽ phải, Bộ Y tế sẽ phải ban hành một cái danh mục đơn vị nào được phép test, mức test giá là bao nhiêu, test nhanh bao nhiêu, test PCR bao nhiêu, công khai ra hết chứ không có như kiểu mới mới lúc đầu chỗ thì 250, chỗ 350, cô test 350 đau gì đâu đó. Như vậy các yếu tố bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định định giá của doanh nghiệp, có chín yếu tố ha. Bây giờ mình đi tìm hiểu từng từng cái yếu tố một các bạn. Rồi, giá thuốc cạnh tranh. Đầu tiên để có thể xây dựng đề án về định giá ban đầu cho một loại dược phẩm thì chúng ta cần phải làm gì đây? Thứ nhất, thu thập các thông tin về giá của các loại thuốc cạnh tranh với sản phẩm của mình đang bán để mình định giá cho nó đúng đúng với thị trường. Giá thuốc cạnh tranh này là mình đang hướng đến định giá dựa trên thị trường này các bạn. Thị trường của mình có những cái doanh nghiệp nào nó bán, cũng như là nó bán những cái mặt hàng nào tương ứng mức giá mà doanh nghiệp cạnh tranh của mình nó đưa ra. Ngoài mức giá các thuốc cạnh tranh ở hiện tại, cần phải khảo sát thêm quá trình biến đổi về giá sản phẩm trong nhóm thuốc, cũng như đánh giá những thay đổi gần đây theo vị trí giá của các sản phẩm khác nhau. Có nghĩa là mình sẽ phải phân tích coi cái sự thay đổi về giá khi mà có những cái biến động về thị trường,
trong cái nhóm thuốc mình điều trị, cái nhóm thuốc điều trị mà mình bán cùng với những cái đối thủ cạnh tranh với mình đó các bạn. Ví dụ khi cô đưa ra mà sản phẩm paracetamol mà cô sản xuất cái thuốc paracetamol có thành phần kết hợp caffeine, sản phẩm hãng dược của cô mới quá, thì bây giờ cô phải coi trên thị trường sẽ có những cái sản phẩm paracetamol nào cũng kết hợp caffeine mà nó có cái mức giá tương ứng, tức là mình có một cái list danh mục mặt hàng của những đối thủ cạnh tranh. Mình định giá làm sao để sản phẩm của mình phù hợp với thị trường và chú ý tới cái giá thành mà sản phẩm mình làm ra ứng với cái chi phí xuất xưởng á, những phí tổn, những cái chi phí ban đầu mà doanh nghiệp đầu tư á để mà làm ra được cái sản phẩm đó đó, cũng phải chú ý tới cái giá thành xuất xưởng đó luôn nha các bạn. Rồi khi mình định giá thì mình cũng chú ý đến đơn vị liều dùng đóng gói. Ví dụ mình đóng gói là một vỉ 10 viên hay là mình đóng gói nguyên một chai 100 viên à, thì cái giá của mỗi cái đơn vị đóng gói đó, thành phẩm cuối cùng đó, nó cũng sẽ khác nhau. Rồi cái những cái thuốc mà mình sẽ cắt liều, những cái thuốc không kê đơn mà các bạn phối hợp với nhau đó, khi bạn cắt liều như vậy đó, trong điều trị thì tương ứng cái giá của nó sẽ như thế nào trong một cái liều điều trị. Một đợt điều trị như vậy sẽ tốn là khoảng bao nhiêu. Ví dụ một cái kháng sinh bạn sử dụng tối thiểu là 5 ngày, ngày uống 2 lần à, thì một liệu pháp điều trị như vậy nó sẽ tốn chi phí là bao nhiêu. Như vậy các bạn sẽ thấy trong vấn đề định giá, mình tham khảo danh mục giá của các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh với mình là cái điều đầu tiên cơ bản. Nhưng cần phải lưu ý ở đây là gì, là cái giá thành mà mình xuất xưởng, mình phải chú ý tới chỗ đó, giá thành xuất xưởng và cái giá cho đơn vị đóng gói phù hợp với cái điều trị, cái thời gian điều trị, mình cũng phải xem xét chỗ này luôn. Rồi trong cái quá trình kinh doanh ra thị trường thì sẽ có những cái biến động từ thị trường sẽ làm cho chúng ta phải điều chỉnh và thay đổi về giá. À, như vậy chúng ta sẽ phải đánh giá, khảo sát cái sự thay đổi về sản phẩm mình kinh doanh trong cái thay đổi về điều kiện thị trường là cái yếu tố thứ hai mình phải đi xem xét. À, trong sự thay đổi về nhu cầu của thị trường, biến động về thị trường, người ta sẽ tính đến cái gì các bạn? Cái lợi ích của cái việc điều trị. À, những sản phẩm mà chúng ta có lợi thế hơn hẳn, cạnh tranh hơn hẳn, thì cái việc thay đổi về giá, sự biến động về thị trường đó nó không ảnh hưởng đến sự thay đổi về giá của mình nhiều. À, nhưng nếu mà cái sản phẩm của mình nó không có lợi thế về thị trường thì cái việc biến động thị trường đó chúng ta phải xem xét đến cái sự thay đổi về giá của sản phẩm chúng ta sẽ nhiều hơn đó. Chúng ta phải phân tích chỗ này. Rồi, tiếp đến là làm gì? Khảo sát các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh lớn và những đối thủ vừa xuất hiện trên thị trường để xác định giá của họ trong thị trường này có phản ánh chính sách của công ty họ hay không, hay chỉ là chiến lược để họ thâm nhập vào thị trường mà thôi. Vậy thì trong quá trình kinh doanh có thêm những đối thủ cạnh tranh khác, tức là khi các bạn định giá tại thời điểm này, cô nói mình muốn bán cái sản phẩm đó ra thị trường, paracetamol, caffeine mình sản xuất ra thị trường, mình sẽ xem xét những cái danh mục sản phẩm tương tự với mình trong thị trường cạnh tranh hiện có để chúng ta đưa ra một cái định giá cho nó phù hợp. Rồi chúng ta phải xem xét sự biến động đối với cái sự nhạy cảm về giá của thị trường, giá của sản phẩm khi mà thị trường thay đổi, mà sản phẩm của mình có lợi thế về đặc tính chất lượng, lợi thế về đặc tính hiệu quả an toàn vân vân, lợi thế vượt trội hơn, năng lực cạnh tranh mình tốt hơn, thì cái sự thay đổi biến đổi từ thị trường đó nó không ảnh hưởng nhiều đến cái định giá của mình. Là cái điều các bạn sẽ cần xem xét. Tuy nhiên trong khoảng thời gian mình kinh doanh, mình ước chừng khoảng tầm 1 năm, 2 năm nữa, thì liệu
có những đối thủ cạnh tranh nào nó sẽ xuất hiện hay không. À, và những cái đối thủ cạnh tranh đó nếu nó lớn, quy mô nó lớn hơn, năng lực nó tốt hơn. Đồng thời, à, những cái đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên thị trường nè, họ định giá như thế nào? Giá bằng với mình, thấp với mình, hay cao hơn mình? Vì như vậy việc định giá của họ đó có phản ánh chính xác chính sách giá công ty của họ hay không, hay là họ mới thâm nhập vào thị trường thì họ quyết định chính sách giá là thấp hơn của mình để họ cạnh tranh với mình, thì mình cũng phải xem xét cái tiềm năng đối thủ cạnh tranh với mình trong tương lai nữa nha các bạn, chứ không phải là chỉ hiện tại đây mà mình bán cái là xong đâu. Mình phải nhìn bài toán nữa, cái tầm nhìn là hướng đến 2 năm nữa. Yếu tố cạnh tranh khác phải đánh giá ở giai đoạn này là mức độ chiết khấu trong các thị trường nhạy cảm về giá. Thị trường nhạy cảm về giá là thị trường sẽ làm sao đây? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định về giá của cái sản phẩm của mình nhiều. À, sự nhạy cảm về giá nó thể hiện là gì? À, nếu bạn bán giá cao, có thể bạn sẽ khó có khách hàng. À, bạn tăng giá, bạn giảm giá nó sẽ ảnh hưởng đến số lượng bạn bán ra. Hoặc bạn bán giá thấp thì bạn sẽ có được nhiều khách hàng hơn, bạn có cái thị phần lớn hơn trong cái thị trường đó. À, tức là sự nhạy cảm về giá, tức là sự biến động về giá nó sẽ ảnh hưởng đến sự biến động về doanh thu, về sản lượng. Đây, chỗ này các bạn lưu ý ha. Như vậy trong quá trình mình bán, mình có những hình thức xúc tiến bán hàng, mức chiết khấu bán, à, khuyến mãi, giảm giá vân vân. Rồi cái định mức bảo hiểm y tế chi trả, mức bảo hiểm y tế chi trả này nó có ảnh hưởng đến vấn đề về giá không? Khi mà bạn mua, bạn bán thuốc cho bệnh viện, họ mua với cái số lượng theo đấu thầu, thì cái cơ số mua hàng đó với lại cái giá mà đấu thầu đó, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ là một cái yếu tố bạn phải xem xét nè. Rồi bán thuốc trong nhà thuốc bệnh viện nè, nhà thuốc bệnh viện thì họ sẽ dùng cái bảo hiểm y tế, dùng cái danh mục bảo hiểm y tế họ bán luôn nhà thuốc ngoại ngoại trú á. Mình không nói đến nội trú ha, nội trú là chắc chắn rồi, phải theo danh mục rồi. Đây là nhà thuốc bệnh viện, là nhà thuốc bán ngoại trú nè. Đây là những cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề định giá của mình luôn. Bán với số lượng lớn, bán với hình thức có đấu thầu thì cái công khai về giá, cái mức giá áp dụng để trúng thầu nó sẽ như thế nào. Rồi thị trường nhạy cảm về giá nó sẽ có ảnh hưởng đến cái doanh thu, đến cái sản lượng mình bán ra. Khi mình có sự thay đổi biến động về giá, nó sẽ ảnh hưởng đến biến động về sản lượng. Rồi thị phần, đối với cái hình thức yểm trợ bán hàng này, nó sẽ ảnh hưởng lên mức giá bán ở chỗ là gì các bạn? Cái chi phí để dành cho quảng cáo, quảng bá sản phẩm, chi phí quảng bá này nó thấp, vậy thì doanh nghiệp nó sẽ phải định một cái mức giá như thế nào cho phù hợp. Khi cho bạn bán trong bệnh viện, bạn bán thuốc OTC thì chi phí đó nó hướng đến là gì? Tổ chức các event, những cái buổi hội thảo, những cái sự kiện để chào sân ra mắt sản phẩm đối với bác sĩ, những người mà sẽ kê đơn, đối với dược sĩ ở khoa dược, những cái người dược sĩ lâm sàng, những cái người dược sĩ kho vân vân. Còn đối với thuốc OTC, những cái thuốc không kê đơn thì trên thị trường bạn hướng đến là những cái nhà thuốc, thì bạn cũng phải có những cái event, những cái chương trình để quảng bá, hoặc là những cái chương trình mà dán poster nè, để làm sao để giới thiệu quảng bá sản phẩm đó. Thì những cái chi phí liên quan đó nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề định giá ban đầu của sản phẩm mình. Vậy thì muốn thu hút được nhiều khách hàng liên quan về bác sĩ, liên quan về dược sĩ để mà có những cái kê đơn phù hợp, chỉ định thuốc phù hợp á, thì phải thúc đẩy giá làm sao? Định giá làm sao? Thấp có thể thu hút được ha. Còn nếu mà định giá cao thì bác sĩ dược sĩ có thể cân nhắc trong vấn đề lựa chọn. Okay, thị phần tương đối so với
Mức giá cũng là số liệu thống kê cần lưu ý. Đó, thị phần tương đối so với mức giá. Thị phần thì nãy cô có giải thích với các bạn rồi, khi mà thị trường mục tiêu mình hướng đến, khách hàng mục tiêu của mình đó, mình chiếm lĩnh được bao nhiêu trong số đó, chia cái bánh thị trường chia ra nhiều phần, thì mình có một tỷ lệ nhất định những cái phần bánh trong đó. À, thì đó là tỷ lệ mà mình phải lưu ý đến vấn đề giá để mà mình kê đơn định giá. Rồi, ở đây có hai cái hình các bạn lưu ý giùm cô chút xíu chỗ này. Cái hình đầu tiên đó là cái gì? Sản phẩm dẫn đầu thị trường. Đây là sản phẩm này nè. Đây là một cái hình đây nè các bạn. Cô vẽ nó bị nhảy rồi. Mình xem cái hình này ha, cái chuột cô chỉ nè. Đây là cái sản phẩm dẫn đầu thị trường. Sản phẩm này bạn sẽ có cái trục bên trái là trục tung nè, giá nè, giá nó cao so với những sản phẩm khác ha. Đây, so với 4 cái sản phẩm còn lại thì ở đây mình định giá, mức giá nó cao, nhưng mà cái thị phần trong thị trường nó cũng cao luôn. Như vậy sản phẩm dẫn đầu thị trường nhạy cảm với tiềm năng giá cả, thị trường nhạy cảm với giá, có nghĩa là thị trường này khi có sự thay đổi biến động về giá nó sẽ ảnh hưởng lên cái gì các bạn? Cái thị phần tương ứng. Rồi, ở đây thị trường không có nhạy cảm về giá, có nghĩa là thị phần ở đây nè, cột trục hoành nè, mình thấy thị phần ở đây nó chiếm lĩnh nhiều so với 4 mặt hàng còn lại, thị phần nó lớn, nhưng mà giá định giá nó sao, nó thấp. Như vậy sự biến động về giá ở đây á, thì cái thị phần này nó sẽ không có bị ảnh hưởng, nên người ta gọi nó là thị trường không nhạy cảm về giá. Tức là tăng giá đi chăng nữa thì cái thị phần nó cũng không, sản lượng bán ra thị phần khách hàng họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở đây giá mình bán cao, thị phần mình cao, nhưng cái giá này nè, biến động về giá này nè, nó sẽ ảnh hưởng lên cái phần thị phần khách hàng. Số lượng khách hàng mà sẽ mua sản phẩm của mình đó. Rồi, các quy tắc ở sơ đồ 5.5 là một trong ba ứng dụng đơn giản của phương pháp định giá cơ bản, đó là định giá hớp ván, đồng giá và xâm nhập. Định giá sản phẩm mới điển hình có những thiếu sót. Thứ nhất, đây là một sản phẩm mới các bạn xem. Thì sản phẩm mới này nó có ưu việt trong điều trị hay không? Nếu có thì mình sẽ định giá như thế nào các bạn? Bằng hoặc thấp hơn sản phẩm cạnh tranh. Mình có ưu việt tốt, mình định giá bằng hoặc thấp hơn thì mình mới có được khách hàng. Rồi, nếu như không có ưu việt, không có cái gì là lợi thế hết, không có cái mặt mạnh về an toàn, về hiệu quả, về chi phí vân vân, không có cái ưu việt nào hết so với đối thủ cạnh tranh, vậy thì bây giờ không thể định giá cao hơn rồi, chắc chắn đúng không? Có ưu việt mà còn phải định giá bằng hoặc thấp thì mới có được khách hàng, mới có được cạnh tranh. Giờ không có thì phải xem xét coi trong thị trường có những đối thủ lớn nào không. Đó, hồi nãy tôi nói đó, mình phải xem xét đến cái gì, không chỉ hiện tại khi mình đưa ra quyết định về giá, mà mình phải còn có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn ở những cái đối thủ trong tương lai nữa các bạn, trong tương lai nữa. Vậy thì trong tương lai nè, 2 năm nữa nè, hoặc hiện tại là có những cái đối thủ nào nó mạnh hơn mình có hay không? Nếu mà có thì buộc lòng mình phải quất cái giá thấp thôi, chứ không thể nào mà giá thấp hoặc thậm chí là bằng thôi, chứ không thể nào đẩy cái giá cao được.
Nhưng nếu không có đối thủ nào trong tương lai, mình là coi như dạng giống như độc quyền á, tức là không có cái sự cạnh tranh, thì lúc này mình sẽ định giá như thế nào? Cao hơn mức giá bình thường. Đó. Như vậy ở đây các bạn thấy nè. Để mà doanh nghiệp nó có cái lợi thế cạnh tranh về giá, thì trong hiện tại nó kinh doanh và để đáp ứng được trong tương lai 2 năm nữa nó kinh doanh, thì nó phải luôn có cái sự cải tiến, biến đổi cái sản phẩm đó. À, nó phải có cái sự cải tiến làm cho cái sản phẩm nó luôn luôn mới và luôn luôn vượt trội. Người ta gọi là refresh. Lâu lâu các bạn thấy nó thay đổi về mẫu mã bao bì, lâu lâu các bạn thấy nó thay đổi về những thông tin về sản phẩm, tính năng vân vân, nó sẽ update lại, cải tiến, cải biến để luôn luôn có những cái mới để tạo ra cái sự vượt trội, tạo ra cái sự ưu việt để mà nó thích nghi với thị trường trong 2 năm nữa. Tức là hiện tại bây giờ phải là giải quyết cho bài toán tương lai 2 năm. Đó. Rồi, vậy thì định giá hớt ván ở đây có nghĩa là sao các bạn? Doanh nghiệp nó biết được rằng nó không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong hiện tại nó ít lắm. Hiện tại và tương lai nữa. Nó không có những cái đối thủ cạnh tranh. Thì nó sẽ quyết định sao? Đẩy cái giá cao, hớt ván là hớt cái phần ngon, hớt cái phần ngon sẽ cao hơn, định giá cao hơn để nó có thể thu ra lợi nhuận tối đa. Đây là mục tiêu về thu lợi nhuận, thì chỉ có thể áp dụng với những cái sản phẩm hết sức ưu việt, những cái sản phẩm nổi trội thôi, và thường đó là sản phẩm brand name thì mới thực hiện chiến lược hớt ván được giá cao trong một cái thời điểm nào đó hiện tại khi không có rất ít đối thủ cạnh tranh với nó, không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó, thì việc định giá cao như vậy mang lại lợi thế cho nó để thu về lợi nhuận. Thì thường là những cái sản phẩm brand name, thì trong tài liệu các bạn có một cái ví dụ đó là thuốc Omeprazole, biệt dược là Prilosec đó các bạn. Prilosec. Rồi cái định giá thứ hai đó là đồng giá, tức là bằng giá với lại đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Có nghĩa là trên thị trường mình có nhiều cái đối thủ cạnh tranh, chúng ta vẫn có những cái điểm ưu việt riêng, nhưng gọi là triển khai và tiếp cận cái sản phẩm với khách hàng, thì khi mình mới ra mắt với thị trường, mặc dù thị trường có ổn định, có nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng mà chúng ta vẫn phải định giá với mức giá là sao? Bằng hoặc thấp hơn, bằng và thấp hơn. Còn định giá xâm nhập, đồng giá là bằng hoặc thấp hơn ha. Còn xâm nhập là chắc chắn phải định giá là sao? Thấp rồi. Sản phẩm được định giá dưới mức giá hiện tại trên thị trường, tức là thấp hơn giá thị trường luôn. Khi mà nhiều mặt hàng họ cạnh tranh với mình trong thị trường này, muốn bán được thì muốn thâm nhập vào thị trường, muốn lấy lòng được khách hàng, lôi kéo được, níu kéo được khách hàng, thì gọi là chiếm lĩnh những phần thị trường mới á, thâm nhập vào để chiếm lĩnh những phần thị trường mới, thị phần mới, thì mình phải định giá thấp. Thì công cụ marketing ở đây nó chào sân sản phẩm á, nó không đặt nặng vấn đề công cụ về giá các bạn. Tại vì bù lòng phải đánh thấp rồi thì đâu có thể lấy công cụ về giá làm công cụ để cạnh tranh được. Rồi, như vậy khi mà một cái sản phẩm mới ra thị trường, quy tắc định giá của cái sản phẩm đó nó sẽ đáp ứng ba cái yếu tố cơ bản, có thể là hớt giá, giá cao, đồng giá, giá bằng hoặc giá thấp. Xâm nhập thì là giá thấp rồi, thấp hơn giá thị trường luôn. Tức là những cái đối thủ cạnh tranh với mình chấp nhận đẩy giá thấp luôn, và coi công cụ marketing mix ở đây không phải là lợi thế ở chỗ công cụ là định giá nha các bạn. Rồi, tuy nhiên những cái doanh nghiệp này nó có thể định giá phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác ảnh hưởng, ví dụ nhu cầu và khả năng của công ty, cái tính nhạy cảm của phân khúc thị trường mà nó hướng đến. Ví dụ như thị trường thuốc chuyên khoa đặc trị, thì lúc này cái
cái điều trị, cái chính sách về giá nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều hơn các bạn. Thì thông thường các bạn hiểu mình đi khám những cái thuốc mà chuyên khoa đặc trị là bác sĩ chỉ định thuốc nào là theo thuốc đó thôi. Ung thư nè, giờ chỉ định thuốc gì là theo cái đó, là có lựa chọn được đâu. Thì giá như thế nào thì cũng phải chịu như thế đó. Tức là những người bác sĩ chuyên khoa này họ không có quan tâm đến vấn đề nhạy cảm về giá, giá cao hay giá thấp gì đó, họ không có quan tâm nhiều so với những cái người bác sĩ khám ngoại trú á, những cái bệnh thông thường á, gọi là bác sĩ gọi là bác sĩ đa khoa ha. Tôi gọi là chăm sóc sức khỏe ban đầu á, tức là những cái tuyến y tế mà nó không có dùng những cái thuốc chuyên khoa nhiều á, thì nó sẽ xem xét vấn đề về giá nhiều, cạnh tranh về giá nhiều. Còn thuốc mà chuyên khoa đặc trị thì coi như bệnh nào thì ưng ngay bệnh đó, bác sĩ chỉ định là phải dùng thôi, họ không có để ý nhiều về vấn đề về giá các bạn. Rồi, các câu hỏi đặt ra khi các bạn tìm hiểu về cái yếu tố giá thuốc cạnh tranh ảnh hưởng đến cái quyết định định giá của doanh nghiệp mình, thì chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi sau. Thứ nhất, phương án cạnh tranh thay thế hiện nay là gì? Phương án cạnh tranh ở đây tức là xem xét cái sản phẩm của mình kinh doanh, sản phẩm mới mà mình chào sân á, thâm nhập vào thị trường, ra mắt với lại thị trường á, so với những cái sản phẩm tương tự thay thế cho mình, gọi là danh mục những cái mặt hàng mà mình sẽ trực tiếp cạnh tranh với nó đó trên thị trường sẽ là gì, để mình có cái chiến lược định giá cho nó phù hợp. Bằng hoặc thấp hơn hoặc cao phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái đặc tính, phụ thuộc vào cái tính ưu việt của cái sản phẩm của mình, phụ thuộc vào cái thị trường trong tương lai, đối thủ lớn, đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện trong tương lai của mình có hay không, tiềm năng đó có hay không. Không có là mình coi như vua rồi, có thì mình phải lép rồi, mình chịu làm lính rồi, đúng không? Thì mình phải có cái mức giá như thế nào cho nó phù hợp. Rồi, có thấy trước đối thủ cạnh tranh mới hay không? Đó, tiềm năng, cái mà cô mới vừa nói đó. Trong tương lai 2 năm, giờ bán định giá hiện tại gì, chứ phải nhìn bài toán trong tương lai và khoảng thời gian đó để thích nghi, doanh nghiệp nó sẽ phải thì sao? Cải tiến liên tục cái sản phẩm của nó để tạo ra, refresh lại để tạo ra những cái mới, tạo ra những cái mới. Rồi, các đối thủ có đáp ứng hành động định giá, các đối thủ có đáp ứng hành động định giá của các đối thủ khác trong quá khứ không? Đáp ứng hành động định giá là khi mà chúng ta xem xét là sự thay đổi, khi giá tăng giá giảm là ảnh hưởng lên sản lượng kinh doanh, ảnh hưởng lên cái cạnh tranh trong thị trường. Rồi, nếu như có một cái sự đe dọa nào đó thì đối thủ của mình nó sẽ làm gì, nó có hành động cái gì khi mà mình gia nhập vào thị trường, mình cạnh tranh với nó sẽ có những cái động thái gì, thì mình cũng sẽ có cái gì, cái phản ứng lại, thì đó là những phản ứng về giá, những cái sự quyết định để mà có thể đưa ra cái quyết định về giá cho nó phù hợp để cạnh tranh trên thị trường. Chúng ta phải xem xét mình và đối thủ, mình có chiến lược thay đổi, mình có tăng giá, giảm giá, khuyến mãi, xúc tiến gì đó, thì doanh nghiệp đối thủ của mình nó cũng vậy. Rồi, cái yếu tố thứ hai đối với những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến định giá của doanh nghiệp, đó là đặc điểm của người bệnh. Đặc điểm của người bệnh thì chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi sau. Điều tiềm năng gì khiến cho người bệnh đánh giá tích cực về thuốc? Tiềm năng người bệnh đánh giá tích cực về thuốc. Bản thân người bệnh của mình có một cái điều đó là gì? Họ không có tự quyết định được. Mặc dù họ bỏ tiền chi trả để mua thuốc, nhưng họ không có quyết định được cái việc sử dụng thuốc với giá nào, giá cả ra sao, thì lại phụ thuộc vào ai? Bác sĩ. Những người tiêu dùng trực tiếp, những người gánh chịu cái gánh nặng về tài chính khi mà mức giá thuốc nó cao, nhưng mà họ lại không có cái sự quyết định. Cũng như khi cơ quan, những cái đơn vị bảo hiểm y tế
nó chi trả cái tiền thuốc cho người dân theo một cái tỷ lệ 100% hay là 90%, 95%, 80% đồng chi trả gì đó, thì phụ thuộc vào từng đối tượng khác nhau hả các bạn. Và cái đối tượng đồng chi trả với lại bảo hiểm y tế với lại người dân á, những cái cơ sở khám chữa bệnh á, thuốc nội trú ngoại trú gì đó, đó thì ở đây các bạn thấy người ta phải suy nghĩ đến vấn đề giá, bài toán lợi ích về kinh tế, công tác dược lâm sàng nó tính toán về mức chi phí trong điều trị á, kinh tế y tế, kinh tế lâm sàng á, người dân, người già, người cao tuổi thì thường bị bệnh á là họ sẽ uống thuốc mãn trường kỳ thâm niên á, những cái bệnh mãn tính á, thì mỗi một cái đồng chi phí tăng lên khi mà họ điều trị tính theo từng tháng, tới bệnh viện là lấy thuốc theo tháng, một lần là lấy to thiệt là nhiều thuốc vậy đó, thì cái lượng mà cộng gộp nhiều, số lượng nhiều, thay vì cấp tính bạn dùng có 7 ngày bạn hết rồi mà không phải mua nữa, thì cái chi tế, cái chi phí y tế nó chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi. Nhưng mà giờ bạn dùng 30 ngày, bạn dùng bao nhiêu năm đó trong cuộc đời, thì cái chi phí mỗi một đồng tăng lên với số lượng nhiều đó, nó cũng là một cái con số mà mình phải suy nghĩ. Doanh nghiệp nó sẽ phải cắt giảm cái lợi ích, lợi nhuận của nó để xem xét cái mức giá làm sao đảm bảo được cái lợi ích kinh tế khi điều trị cho bệnh nhân trong những cái bệnh mãn tính các bạn, trong những cái bệnh kéo dài. Về lâu về dài cũng mệt á, để giống như theo đuổi miết là cũng phải mệt thôi. Rồi, đối với những người bệnh nè, khi mà họ bị những vấn đề sức khỏe mà không hề biểu hiện ra các triệu chứng, ví dụ như tim mạch, huyết áp chẳng hạn, bình thường họ vẫn sống bình thường nhưng huyết áp họ vẫn cao, hoặc là bị tiểu đường đi, cuộc sống của họ vẫn bình thường, chưa đến mức nặng mà đúng không, chưa có biến chứng mà, thì cuộc sống họ bình thường, không hề có những triệu chứng gì khác, thì khi họ bỏ tiền ra mua thuốc điều trị cho những cái bệnh mà không hề có triệu chứng đó, họ sẽ có cái sự suy xét về giá. Họ không thấy lợi ích trước mắt, họ sẽ suy xét về giá. Nhưng nếu em bỏ một cái số tiền ra, em mua một cái thuốc giảm đau, em mua một cái thuốc kháng viêm, em mua một cái thuốc điều trị cho những cái chứng đau nhức về cơ xương khớp của người già, có sẵn cái triệu chứng em thấy rồi, uống thuốc vô cái nó hết đau nhức liền, cải thiện liền, sáng mơ dậy là thấy ok liền, vận động được. Hoặc những cái bệnh lý về hen suyễn hô hấp đi, đang khó thở, đang mệt đúng không, để uống một cái viên thuốc vô, sử dụng một cái liệu pháp nào đó vô, can thiệp ngay thì mình cảm thấy mình khỏe liền. Thì cái giá trị sức khỏe đó, cái lợi ích tiêu dùng của cái hàng hóa, của cái sản phẩm đó đó, người bệnh họ cảm nhận được, thấy được liền. Nhưng nên họ không có kỳ kèo, họ không có do dự về cái giá nhiều, không có suy nghĩ về cái giá, như vậy bán giá như thế nào thì họ không có quan tâm. Cái điều họ quan tâm lúc này là cái gì? Cải thiện được cái triệu chứng bệnh của họ. Vậy thì trong tương lai, đối với những cái doanh nghiệp á, nó sẽ phải tính đến cái đặc điểm của người bệnh. Những cái người mà tuân thủ điều trị cho những cái bệnh mãn tính, dù không có triệu chứng nhưng họ vẫn phải uống thuốc trường kỳ. Nếu họ bỏ thuốc, chính những cái trường hợp không có triệu chứng á, dẫn đến bệnh nhân không có tuân thủ, thì mình sẽ tổn thất một phần chi phí, tổn thất một phần lợi nhuận chứ, một phần lợi nhuận khi mà mình không bán được cho sản phẩm cho họ, mình mất đi cơ hội kinh doanh của những bệnh nhân tuân thủ điều trị, thì họ sẽ lấy thuốc họ uống, mình có được lợi nhuận. Vậy thì doanh nghiệp nó sẽ tính đến một cái bài toán về giá để làm gì, để giúp thúc đẩy cho vấn đề tuân thủ sử dụng điều trị của bệnh nhân. Họ phải bỏ một phần chi phí để thúc đẩy cho hoạt động truyền thông, giáo dục bệnh nhân, có những cái chương trình tư vấn y tế chăm sóc sức khỏe để cho người dân thấy được rằng là cái việc tuân thủ trong điều trị nó sẽ giảm cái gánh nặng về chi phí điều trị trong tương lai, về lâu về dài như thế nào đó. Rồi cũng như đối với những cái bệnh mà các bạn thấy có những cái tổ chức chính trị xã hội họ gia nhập vào, họ can thiệp vào, họ sẽ gây áp lực cho doanh nghiệp là phải bán với mức giá như thế nào thấp. Ví dụ như những bệnh lý về HIV, những cái bệnh về sức khỏe tâm thần nè, rồi những cái bệnh về
Parkinson nè, ung thư nè, họ sẽ có những cái tổ chức chính trị xã hội đóng vai trò trong cái quyết định về lựa chọn thuốc trong điều trị, có những cái ảnh hưởng quyền lực lên cái thị trường. Đây là những cái người khách hàng tổ chức, họ có ảnh hưởng lên cái quyết định sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần phải xây dựng một cái mức giá, quyết định một cái mức giá như thế nào để cân bằng về lợi ích, các bạn. Trong tài liệu nó cũng có một cái ví dụ liên quan ở Hoa Kỳ, ở Mỹ á, thì khi mà những cái cơ quan tổ chức y tế họ có quyết định đưa một cái thuốc nào đó vào trong danh mục để điều trị hay không, nó sẽ bị áp lực bởi người bệnh, bởi bệnh nhân, bởi những cái tổ chức sức khỏe tương ứng. các bạn coi cái sản phẩm Claritin đó ha, Claritin trong cái tài liệu của mình nó có giới thiệu ở Hoa Kỳ hậu quả của cái tác động bởi những cái tổ chức chính trị xã hội liên quan đến chăm sóc y tế á, nó sẽ gây ra cái áp lực cho doanh nghiệp trong vấn đề về định giá. Rồi, ở đây các bạn hiểu ha, khả năng người bệnh chống đối lại giá đến mức độ nào, khả năng người bệnh chống đối đến giá đến mức độ nào, thì có nghĩa hồi nãy cô nói đến bệnh mãn tính, bệnh cấp tính, bệnh có triệu chứng hay không có triệu chứng, cũng như là cái tổ chức chính trị xã hội mà đứng về phía người bệnh, bảo vệ lợi ích cho người bệnh mà gây áp lực cho công ty kinh doanh sẽ phải có định giá với mức giá như thế nào cho nó phù hợp, các bạn. Rồi, người bệnh gặp khó khăn trong mua thuốc mới với mức giá cả hợp lý có thể tạo ra khả năng chi trả một đặc tính chính của một loại thuốc này không? Vậy thì cái những cái sản phẩm mới khi mà họ thay đổi trong điều trị á, cái lợi ích, cái đặc tính của sản phẩm đó mang lại á, với một cái mức giá định giá như thế nào cho nó phù hợp, thì người bệnh có sẵn sàng để mua không, có sẵn sàng thay đổi để mua hay không đó. Cái mà câu hỏi mà doanh nghiệp nó sẽ phải suy nghĩ, bởi vì nó phải đưa ra một cái mức giá phù hợp để có thể hấp dẫn được cho người bệnh có được cái khách hàng từ cái việc định giá. Rồi, giá trị điều trị, yếu tố thứ ba đó là giá trị điều trị đó mà. Giá trị ở đây sẽ là gì? Những câu hỏi chính liên quan đến giá trị điều trị đó là gì? Chứng bệnh này gây ra tổn thất cho hệ thống y tế và xã hội là bao nhiêu? Tức là gánh nặng về y tế, gánh nặng về chi phí điều trị cho bệnh nhân và cho xã hội. Tổn thương về sức khỏe có thể ảnh hưởng lên lao động. Tổn thương về sức khỏe gây ra tổn thất cho chính bệnh nhân, phải gánh nặng về chi phí mua tiền thuốc để mua thuốc. Đồng thời là những cái bệnh mà thuộc chăm sóc y tế quốc gia, họ sẽ cũng phải trả tiền, nhà nước sẽ phải chi trả, hệ thống y tế chi trả của nhà nước sẽ phải gánh nặng cái vấn đề đó, cũng như là bảo hiểm y tế nó cũng sẽ gánh nặng. Vậy thì nếu một cái giải pháp điều trị mới, một cái thuốc mới mà mình đưa ra thị trường thì nó phải làm tăng cái lợi ích về kinh tế cho những cái đối tượng này. Như thế nào họ thấy được lợi ích kinh tế, thay vì trước kia bỏ 10 triệu thì bây giờ bỏ giảm đi 30% còn 7 triệu thôi cho cái liệu pháp điều trị, hoặc là trước kia bỏ 100.000 giờ bỏ 70.000 thôi, thì họ sẵn sàng họ thay đổi cái hành vi mua và quyết định mua để họ chọn cái sản phẩm của mình dựa trên cái định giá mang lại cái lợi ích về kinh tế. Rồi, tính năng sản phẩm đó, tiềm năng sản phẩm đó có giảm chi phí điều trị sẽ là bao nhiêu, lợi ích về kinh tế thấy được đây. Những thông tin cần thiết qua tài liệu và chứng minh các khoản tiết kiệm là gì, tức là bạn phải có một cái hồ sơ nghiên cứu hẳn về kinh tế y tế, kinh tế lâm sàng, một cái hồ sơ về sức khỏe khi mà có những cái nhóm bệnh nhân tham gia vào thử nghiệm để mà đưa ra cái con số có tính
thuyết phục chứng minh được lợi ích đó. Thì cái bộ phận dược lâm sàng, bác sĩ ở các phòng điều trị kết hợp với dược lâm sàng, họ sẽ phải làm những cái nghiên cứu này. Công ty sẽ phải phối hợp để làm những nghiên cứu này, chứng minh về hiệu quả, để cho tức là tiết kiệm hơn, giá rẻ hơn mà điều trị tốt hơn, để cho thuyết phục được cái người bác sĩ khi kê đơn, người dược sĩ khi mà kê đơn, khi mà sử dụng thuốc cho bệnh nhân cũng như bệnh nhân sẽ chi trả. Rồi, tiềm năng của sản phẩm này để tăng chi phí nhưng cải thiện tác động sẽ là gì? Đôi khi chấp nhận ha, những cái bệnh mới thì vẫn phải có cái chi phí cao, nhưng mà cải thiện được cái sức khỏe của mình. Rồi ở đây giá điều trị. Giá điều trị nó sẽ liên quan đến cái vấn đề hiệu quả, và vấn đề chi phí về giá cả. Thì ngày xưa khi mà mình mới nghiên cứu ra một cái sản phẩm thuốc, các bạn nhớ có cái giai đoạn thử nghiệm pha lâm sàng không? Thì khi mà thử nghiệm pha lâm sàng thì doanh nghiệp nó phải sản xuất ra cái thuốc, và nó sẽ có cái kế hoạch thử nghiệm lâm sàng, tiêu tốn chi phí như thế nào, đối tượng thử ra sao và mô hình quy trình thử như thế nào. Vậy thì giai đoạn các thử nghiệm về lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng, thì lúc này họ cũng sẽ phải nghiên cứu luôn cả cái chi phí về sử dụng thuốc đó cho bệnh nhân luôn. Thì ra được một cái số liệu, những cái phân tích dữ liệu về chi phí điều trị những cái sản phẩm mới đó đó, thì lúc này nó sẽ có một cái bộ hồ sơ tài chính liên quan để nó kết hợp, nó định giá cho sản phẩm. Như vậy các bạn không chỉ đơn giản mình định giá giá thành sản phẩm là giá xuất xưởng, là giá mình mua nguyên vật liệu về, mình tốn nhân công, mình tốn máy móc, mình tốn những cái chi phí đầu vào để mình ra được cái giá sản phẩm là giá xuất xưởng không đâu, mà nó có phải cộng gộp thêm cả những cái chi phí mà điều trị khi mà người ta nghiên cứu về hồ sơ lâm sàng của cái sản phẩm đó nữa, cộng vào, thì lúc đó mới có cái cơ sở để mà mình đánh giá cái sản phẩm thuốc, định giá cho nó phù hợp ha. Thì cái sự mong đợi của người bệnh sẽ là gì? Một cái sản phẩm thuốc mới là giảm chi phí điều trị, mang lại cái hiệu quả điều trị cao nhất có thể, tức là thuốc này hiệu quả thần kỳ hơn, nhưng chi phí sẽ làm sao? Thấp hơn so với những cái thuốc hiện có, so với những cái liệu pháp điều trị, cái biện pháp điều trị hiện có. Như vậy, lý thuyết về giá trị của dược phẩm mới tương ứng với sự giảm chi phí điều trị, tức là xét theo giá trị, hồi nãy mình nói giá trị là những vấn đề mình đánh giá về hiệu quả tiêu dùng, nhưng bây giờ giá trị đánh giá về vấn đề chi phí giảm, chi phí điều trị giảm cho một cái thuốc mới. Vậy thì lý thuyết giá trị của một cái sản phẩm dược phẩm mới, người ta sẽ đánh giá dựa trên chi phí điều trị nó thấp hơn. Giá trị kinh tế nó làm giảm cái gánh nặng y tế cho bệnh nhân khi phải mua thuốc trong thời gian dài, khi phải chi trả một cái khoản tiền cứ mỗi lần ít mà cộng gộp vô nó nhiều, thì cũng là một cái điều phải suy nghĩ khi mà lựa chọn cái thuốc đó ha các bạn. Bởi vì thường á, ví dụ huyết áp đi, uống một cái thuốc là uống trường kỳ, ít thay đổi lắm, trừ khi nó không đáp ứng với bệnh nhân đó, hoặc nó có vấn đề biến cố gì không dung nạp tốt thôi, thì lúc đó mới đổi thuốc. Kiểm soát được tốt huyết áp thì mình cứ dùng cái thuốc đó liên tục thôi ha. Như vậy thuốc mới sẽ có ưu điểm điều trị tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân tốt hơn, đáng kể hơn so với những cái thuốc hiện có. Đồng thời cái chi phí điều trị, dịch vụ y tế đi kèm khi sử dụng những cái thuốc mới đó nó thấp hơn. Thì như vậy doanh nghiệp nó phải chú ý đến cái điều này để nó đưa ra định giá một cái sản phẩm cho nó phù hợp các bạn. Rồi, và vấn đề định giá liên quan về giá trị, liên quan về giá trị điều trị, liên quan về chi phí điều trị á, nó sẽ phải có một cái bộ môn
ở trong trường dạy cho các bạn đó là kinh tế dược. Kinh tế dược nó sẽ nghiên cứu về kinh tế y tế, kinh tế điều trị. Nó sẽ có những cái thử nghiệm, có những cái bộ hồ sơ để xem đánh giá về hiệu quả lâm sàng. Nó kết hợp giữa dược sĩ lâm sàng với lại bác sĩ các khoa phòng điều trị á, để mà có những cái số liệu chứng minh thì mới có đủ sức thuyết phục để mà bác sĩ thay đổi trong cái điều trị các bạn. Một cái điều cuối cùng các bạn cần lưu ý khi mà xem xét vấn đề giá trị điều trị ảnh hưởng đến định giá liên quan về hiệu quả điều trị, chi phí điều trị, kinh tế y tế, kinh tế lâm sàng nãy giờ cô nói đó, thì nó sẽ còn có những cái yếu tố khác nó cũng tác động, đó là cái quản lý người bệnh. Khi mà cung cấp những cái dịch vụ y tế thì bệnh viện á nó sẽ phân biệt cái đối tượng là nội trú và ngoại trú, thì nó sẽ có những cái áp dụng về tiêu chuẩn, tiêu chí riêng trong vấn đề sử dụng thuốc theo danh mục riêng. Nhưng mà doanh nghiệp nó sẽ phải có một cái định giá cho nó phù hợp ha, khi mà bán những cái sản phẩm thuốc cho bệnh viện. Rồi, yếu tố thứ tư đó là quy trình ra các quyết định. Những cái người quyết định cụ thể việc sử dụng sản phẩm thuốc nào sẽ có vai trò rất lớn ảnh hưởng đến các phương pháp định giá của doanh nghiệp. Như vậy ở đây các bạn sẽ lưu ý những người quyết định về sử dụng thuốc ở đây sẽ là ai? Bác sĩ, dược sĩ. Bác sĩ, dược sĩ lâm sàng, họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định về sử dụng thuốc cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến các phương pháp định giá của doanh nghiệp. Vậy thì mình sẽ có hai thị trường các bạn, OTC và gì? OTC. Chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi sau. Đây, giá cả đóng vai trò gì trong quyết định kê đơn? Đó, giá cả đóng vai trò gì trong quyết định kê đơn? Kê đơn thì ai kê đơn đây? Bác sĩ, OTC nè. Cấp phát hay cung ứng thuốc chữa bệnh, tiêu thụ hay mua dược phẩm có theo tiêu chí này không? OTC thị trường mình hướng đến nè. Vai trò của bác sĩ, dược sĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Làm thế nào để người kê đơn có thể nhận được thông tin phản hồi tiêu cực về chi phí sử dụng thuốc? Họ nhận được phản ứng tiêu cực thì từ khách hàng, từ bệnh nhân. Họ có những cái thông tin phản hồi đối với doanh nghiệp. Nó sẽ thể hiện như thế nào đây? Thị trường khách hàng tổ chức là bệnh viện. Đây là một cái thị trường có cái sự nhạy cảm về giá rất là lớn. Trong các loại khách hàng tổ chức thì thị trường dược phẩm nhạy cảm về giá duy nhất đó là bệnh viện. Bệnh viện, thị trường OTC. Và thị trường OTC này chịu ảnh hưởng từ nhiều người liên quan trong cái gọi là một cái đội nhóm để mà có thể đưa ra quyết định mua hàng. Thì cái người đầu tiên có ảnh hưởng quyết định đó là giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện. Rồi kế đến đó là trưởng khoa dược liên quan về giữ thuốc nè, tham mưu cho giám đốc về vấn đề sử dụng thuốc nè. Những người quản lý trong bệnh viện, tức là bộ phận kế hoạch nè, bộ phận tài chính, bộ phận kế hoạch liên quan về ngân sách nè, chi phí nè, để có thể bỏ ra mua được một cái loại thuốc nào đó. Tức là khi các bạn nhập thuốc vào trong bệnh viện, các bạn sẽ chịu một cái quy trình phức tạp, chịu cái sự ảnh hưởng bởi nhiều người
ra quyết định, trong đó quyết định cao nhất đó là giám đốc bệnh viện, rồi có một cái đội nhóm để mà hỗ trợ liên quan về thầu, liên quan về danh sách, danh mục thuốc để mà mua, liên quan về giá, bộ phận tham mưu đó là trưởng khoa dược, đó là bác sĩ trưởng khoa điều trị. Trưởng khoa điều trị nói là tôi cần thuốc này, thuốc này, thuốc này thì đề xuất với khoa dược cần phải mua, khoa dược lại đề xuất tham mưu cho giám đốc bệnh viện cần phải mở gói thầu để mua đi, đó vân vân. Tại vì tất cả thuốc mình mua vào là để phục vụ cho nhu cầu điều trị. Đây, những cái người tham gia về kế hoạch tổng hợp về tài chính, họ sẽ có một cái mức ngân sách như thế nào cho nó phù hợp. Đây, một cái nghiên cứu cho thấy các dược sĩ lâm sàng thì họ tiếp cận với lại bác sĩ, họ sẽ thay đổi cái hành vi bác sĩ kê đơn như thế nào thông qua cung cấp thông tin, thông qua giáo dục, thay đổi đáng kể hành vi bác sĩ kê đơn. Thì cái nghiên cứu đó có do hai cái người tên là Lara Zut và Smith năm 1988 họ đang nghiên cứu điều đó rồi. Như vậy thông qua người dược sĩ lâm sàng, các bạn thấy vai trò người dược sĩ lâm sàng hiện giờ ha, họ sẽ tác động đến hành vi kê đơn của bác sĩ. Bác sĩ quyết định về sử dụng thuốc, nhưng mà thuốc nào tôi dùng được thì phải có trong danh mục bệnh viện, thì nó lại phụ thuộc vào cái ban vệ để mà mua thuốc về. Rồi bác sĩ thì lại chịu tác động bởi ai? Dược sĩ lâm sàng. Đó là những cái thuốc kê đơn trong bệnh viện. Còn thị trường OTC là những cái thuốc không kê đơn, hoặc là những cái thuốc mà bệnh nhân mua về để điều trị ngoại trú. Thì ở đây cái sự lựa chọn nó phụ thuộc vào các loại thuốc mà người ta không tính đến các yếu tố chi phí. Bởi vì sao? Bệnh ngoại trú là bệnh đó nhẹ thôi, uống thời gian ngắn là ngưng. Hoặc người ta quan niệm là gì? Người bệnh họ sẽ có cái sự chi trả, người bệnh họ sẽ tự bỏ tiền túi ra họ mua, hoặc là đồng chi trả với lại bảo hiểm y tế, nên cái chi phí họ không đặt nặng. Nhưng khi mà bệnh nhân nằm viện lại thì cái chi phí khi mà mua thuốc điều trị nó sẽ tính vào phần viện phí của bệnh viện đó. Nó sẽ liên quan đến doanh thu và lợi nhuận của gì? Của bệnh viện. Liên quan đến doanh thu và lợi nhuận của bệnh viện nữa. Nên các bạn sẽ thấy nó nhạy cảm lắm. Và hiện giờ bệnh viện các bạn thấy không? Ta gọi là gì? Tự chủ. Bệnh viện tư. Ngày xưa là nó tự chủ lâu rồi, tự nó lo. Nó có cái chính sách, nó có cái vận hành, sau đó nó có cái quản trị như thế nào đó để nó hiệu quả, nó có mặt bệnh nhân, nó mang lại doanh thu lợi nhuận thì nó mới sống còn, cạnh tranh được với hệ thống bệnh viện công, bệnh viện nhà nước. Khi mà nhà nước lo, giống như con mình đẻ ra mình lo vậy đó, thì bây giờ nhà nước nói rằng các bệnh viện phải có sự tự chủ trong vấn đề vận hành bệnh viện. Vậy thì ban vệ giám đốc bệnh viện, các phòng ban liên quan, họ sẽ phải có một cái sự vận hành như thế nào để đảm bảo nguồn thu, đảm bảo doanh số, đảm bảo bệnh viện nó tồn tại phát triển được. Cũng là một bài toán nan giải đó các bạn. Rồi, những cái người bác sĩ phân biệt ra, những người bác sĩ khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc y tế ban đầu á, và những người bác sĩ chuyên khoa, ví dụ em đi khoa nội, khoa ngoại, khoa tiêu hóa, những cái bệnh lý mà chuyên trị bởi những cái thuốc đặc trị riêng á, thì họ sẽ có một cái sự khác biệt khi mà quan tâm về cái thuốc mà chỉ định cho bệnh nhân liên quan với cái giá đối với cái thuốc đó. Thì những cái người bác sĩ chuyên khoa họ ít có cái xu hướng quan tâm về giá hơn, tại vì cái lựa chọn về thuốc điều trị nó không có nhiều, và cái chỉ định điều trị đó bệnh nhân sẽ chi trả, họ không muốn quan tâm, họ quan tâm đến cái điều trị thôi. Còn đối với những người bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, những cái người thầy thuốc này, họ sẽ có một cái sự tiếp nhận phản hồi về giá đối với người bệnh nhiều hơn, họ sẽ quan tâm đến cái chi phí về sử dụng thuốc nhiều hơn so với bác sĩ chuyên khoa. Thì cái đối tượng mà trình dược viên, đối tượng mà doanh nghiệp á, thông qua trình dược viên, thông qua những người giới thiệu thuốc, khi tác động lên những cái người bác sĩ này cũng phải xem xét ha, xem xét coi cái thuốc mình là nhóm là thuốc cơ bản là chăm sóc sức khỏe bằng thông thường, hay là những cái thuốc chuyên khoa đặc trị, những cái thuốc
điều trị bệnh riêng biệt nào đó thì sẽ có cái hoạt động thông tin khác nhau, hoạt động tiếp cận khác nhau đối với bác sĩ để là bác sĩ đưa ra quyết định về kê đơn. Rồi, một cái điều mình có lưu ý nữa đó là gì các bạn? À, cái cạnh tranh giữa thuốc với thuốc trên thị trường là một cái điều mà mình xem xét khi mình định giá, đúng không? Mình bán mặt hàng đó, paracetamol kết hợp cà phê thì trên thị trường có bao nhiêu cái sản phẩm tương tự như vậy? Cạnh tranh giữa thuốc và thuốc là đã có một cái nhức đầu về quyết định định giá rồi. Bây giờ sự cạnh tranh tiếp theo nữa là giữa thuốc với lại ông bác sĩ. Ông bác sĩ khi ông điều trị, ông can thiệp bằng cái kỹ thuật, bằng cái thủ thuật của ông để có thể cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân thì ông nói thôi không cần dùng thuốc. À, nó một cái sản phẩm mới này nó sẽ gọi là nó cạnh tranh với lại cái lợi ích sinh kế của cái người bác sĩ. À, ví dụ như mình dùng thuốc chống đông máu, ông bác sĩ này ông nói giờ dùng thuốc chống đông máu thì ông làm kỹ thuật, ông bóc tách cái cục máu đông luôn, khỏi cần dùng thuốc đi, phẫu thuật đi, thì chi phí trả cho phẫu thuật nó sẽ thuộc về ông, còn chi phí mua thuốc thì thuộc về doanh nghiệp, nên mâu thuẫn về cái gọi là cạnh tranh về cái lợi ích trong điều trị. Ông quan niệm ông cho rằng bây giờ dùng thuốc hiệu quả kém hơn, tốn kém hơn, trong khi ông phẫu thuật thì hiệu quả nhanh hơn, chi phí thấp hơn. Đó thì tùy theo cái bệnh, tùy theo cái sản phẩm mà có những cái mâu thuẫn, có những cái cạnh tranh về cái lợi ích mà doanh nghiệp nó sẽ phải xem xét để nó đưa ra cái quyết định về giá trong cái yếu tố bên ngoài mà mình nãy giờ mình tìm hiểu đó, quy trình ra quyết định của những cái người liên quan về sử dụng thuốc, bác sĩ nè, dược sĩ nè, dược sĩ lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đa khoa nè, rồi bệnh viện nè, những cái thành phần trong liên quan về thầu để mà mua thuốc nữa đó, tất cả đều ảnh hưởng nha các bạn. Rồi, cái yếu tố thứ năm đó là đặc điểm về bệnh tật. Đặc điểm riêng của bệnh có thể cho một số hướng dẫn có giá trị nhất trong xây dựng chiến lược định giá. À, một số cái đặc điểm riêng của bệnh tật thì ở đây mình có bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. Đây các bạn thấy ha, bệnh cấp tính, bệnh mãn tính là xu hướng của một cái người bệnh, họ mua thuốc họ có quan tâm đến nhảy cái giá bán hay không, tức là cái bệnh tật đó nó có làm ảnh hưởng lên nhạy cảm về giá hay không. Thì ở đây bệnh cấp tính nó không có nhạy cảm về giá, bởi vì sao? Với sự thay đổi quyết định về thị trường nó không ảnh hưởng về giá nhiều. Bệnh nhân họ có xu hướng họ dùng thời gian ngắn mà đâu có quan tâm về giá. Nhưng bệnh mãn tính thì sao? Chi trả hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, nên cái chi phí về y tế nó lớn nên họ sẽ quan tâm về giá. Và những cái bệnh mãn tính này thường người ta muốn bán với giá như thế nào? Thấp hơn thôi. Còn bệnh cấp tính thì bán giá cao hơn cũng được, không sao. Xu hướng của nó là như vậy. Rồi những cái bệnh mãn tính này thì có bệnh có triệu chứng, những bệnh không có triệu chứng. Hồi nãy cô có nói đó là gì? Cao huyết áp không có triệu chứng, tiểu đường không có triệu chứng, giai đoạn đầu còn nhẹ thì họ không thấy được cái lợi ích của viên thuốc đâu. Nên họ sẽ suy nghĩ về vấn đề về giá. Nhưng mà những cái bệnh mãn tính mà hen suyễn nè, viêm khớp, đau khớp nè, uống viên thuốc vô thần kỳ liền, đúng không? Họ thấy chất lượng cuộc sống họ cải thiện liền, thì cái mức giá đó họ không có quan tâm, không có nhạy cảm về giá đâu. Đó. Rồi, như vậy những câu hỏi chính liên quan về đặc điểm của bệnh tật, các triệu chứng, mức độ nghiêm trọng của bệnh này có ảnh hưởng đến nhạy cảm về giá hay không? Đó. Bệnh mãn tính, bệnh cấp tính, bệnh có triệu chứng, không có triệu chứng. Rồi, vị trí bệnh tật đối với người chi trả, nhà cung cấp hay rà soát của cộng đồng là gì? Bệnh tật chi trả là người bệnh tự bỏ tiền túi để mua hay là sẽ có cái hỗ trợ chi trả từ những cái bên liên quan, ví dụ bảo hiểm y tế, vân vân. Cái bảng 5.6 nó cũng ước tính giá của bác sĩ nè, bệnh cấp tính nè, bệnh mãn tính nè, xu hướng nè,
có ảnh hưởng về về giá như thế nào ha, về các bạn tự xem nha. Rồi cái yếu tố thứ sáu đó là bảo hiểm y tế chi trả. Các câu hỏi quan trọng về môi trường chi trả này sẽ gồm có 3 câu hỏi. Sản phẩm được chi trả như thế nào? Ai sẽ thu lợi? Ai sẽ thu lợi hoặc bị lỗ đối với sản phẩm mới? Có bất kỳ quy định chi trả nào trong môi trường chi trả bất thường không? Đặt ra những câu hỏi để mà doanh nghiệp nó sẽ phải suy nghĩ. Sản phẩm sẽ được chi trả như thế nào? Thì bảo hiểm y tế á, bảo hiểm y tế nó sẽ mua thuốc, nó quy định cái danh mục sản phẩm nào nó sẽ chi trả trở lại cho bệnh viện, cho bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế. Mức giá mà bảo hiểm y tế nó hoàn trả lại là một cái khoản tiền mà cơ quan hoặc tổ chức bảo hiểm y tế này nó sẽ sẵn sàng nó chi trả, nó hoàn trả lại cho bệnh nhân khi mà tham gia bảo hiểm y tế. Thì các bạn sẽ có hai cái thuật ngữ các bạn để ý, một là chi trả, hai là định giá. Một là chi trả, hai là định giá. Chi trả là sao? Chi trả là mức tiền đáp ứng hoàn trả lại. Định giá là mức tiền mình sẽ mua từ cái sản phẩm thuốc và mình hoàn trả cái tiền mình bỏ ra để mình mua, mình sẽ được hoàn trả lại đối với người bệnh và đối với bảo hiểm y tế. Thì cái hai cái khái niệm này gần như đồng nhất. Chi trả và định giá thuốc gần như đồng nhất, tức là mình theo một cái kiểu suy nghĩ là đó là một. Vậy thì làm sao để có thể bán thuốc cho bệnh viện mà bảo hiểm y tế sẽ chi trả, hoàn trả lại cho mình? Thì mình có cái khâu quan trọng, đó là khâu làm giá, chứ không phải là quan trọng ở khâu duyệt giá. Vì khâu làm giá ở đây thể hiện thông qua cái gì các bạn? Khi bệnh viện nó tổ chức đấu thầu thì nó sẽ mở một cái gọi là mở cái hồ sơ để nhận thầu, nhiều doanh nghiệp cùng chào sản phẩm, gói thầu đó tương ứng với giá bán là bao nhiêu, bệnh viện nó sẽ sẵn sàng nó mua, mức giá bao nhiêu thì nó sẽ sẵn sàng nó mua, nó mình sẽ trúng thầu. Thì giai đoạn này nè, làm sao để mà mình trúng thầu thì mình phải định giá, mình làm giá, tức là mình định giá bản thân mình, phải định giá cái sản phẩm của mình với một mức giá như thế nào, thấp nhất cạnh tranh với những cái đối thủ khác nó cũng chào thầu y như mình, sản phẩm nó ok như mình mà giá nó thấp hơn thì nó sẽ trúng thầu chứ không phải mình. Nên cái giai đoạn này khi bạn nộp hồ sơ thầu, khi các bạn muốn trúng cái gói thầu đó, bạn phải định giá, làm giá với lại dân bệnh viện như thế nào với một mức giá như thế nào cho nó phù hợp, thì lúc này bệnh viện nó mới duyệt hồ sơ thầu, mình mới trúng thầu được. Như vậy lúc này quan trọng để mà thành công là quá trình làm giá, quyết định về giá của doanh nghiệp. Vậy khi bệnh viện nó mua thuốc, bản thân nó cũng là kinh doanh dịch vụ thôi, giống như cô nói cái gì tự chủ, nó phải có cái nguồn thu nguồn chi như thế nào, nó vận hành ra sao để nó tồn tại, nó phát triển cái doanh nghiệp của nó. Bệnh viện giờ nó cũng tự chủ mà, đúng không? Vậy thì cái bệnh nhân nội trú á, cái thuốc đó đó nó sẽ tính vào chi phí điều trị, bệnh nhân nằm viện lại tính vào chi phí điều trị. Vậy thì bản thân doanh nghiệp á, bản thân bệnh viện á, nó không muốn chi phí điều trị cao, bởi vì nếu mà chi phí điều trị cao nó sẽ khó cạnh tranh với những bệnh viện khác. Chính vì vậy nó phải đảm bảo cái chi phí điều trị phù hợp nhất có thể.
thì cái giá thuốc đó khi mà dùng cho bệnh nhân nó mua vào nó cũng phải mức giá hay sao thấp thôi, không thể mua mức giá cao. Nhưng mà thuốc ngoại trú á, thuốc ngoại trú bệnh nhân không có nằm viện lại á, thì cái giá thuốc á nó có thể cho những cái sản phẩm giá cao hơn cũng được, vì bệnh nhân chỉ trả xong bệnh nhân về là không có liên quan gì, ảnh hưởng gì đến cái doanh thu, cái lợi nhuận của nó, của bệnh viện hết. Như vậy các bạn phải 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 lưu ý cái điều đó. Vậy thì những cái người mà tự phải bỏ tiền túi ra chi trả so với những người được chi trả bởi bảo hiểm y tế mà mức bảo hiểm này có thể lên đến 100%, thì bệnh viện nó sẵn sàng nó sử dụng những cái thuốc đắt tiền nhất, cao, giá cao hơn cũng được, để mà nó điều trị cho bệnh nhân miễn sao hết bệnh thôi. À, như vậy ở đây mình lưu ý ha, xây dựng mức giá hợp lý trên thị trường mở này có thể bù đắp cho các sản phẩm phải giảm giá trong môi trường quản lý chăm sóc sức khỏe, giảm giá phù hợp với một số phân khúc có thể có lợi trong những trường hợp mà doanh nghiệp nó sẽ phải thực thi những cái chính sách để mà nó phát triển trong tương lai gần. À, cụ thể các bạn có thể hiểu một cái ví dụ như thế này. trong những cái chương trình chăm sóc y tế ở bệnh viện, những cái gói thầu y tế mà gói thầu mà bệnh viện nó sẽ mua thì bản thân ai mua hàng cũng muốn có những cái chương trình gọi là gì, khuyến mãi giảm giá hoặc những cái chương trình bán với giá hết sức đặc biệt á, thì bệnh viện nó cũng như doanh nghiệp khác thôi. Khi các bạn chào thầu, giá thầu đó là giá cạnh tranh để mà bạn trúng thầu, dĩ nhiên bạn phải để giá thấp rồi đúng không? Nhưng trong cái giá thấp đó bạn sẽ phải có một cái sự chiết khấu như thế nào đó, bạn phải có những cái chính sách bán hàng ra sao đó để mà đảm bảo được cái phần lợi nhuận tốt hơn cho bệnh viện, thì lúc đó cái lợi thế của bạn á nó mới đảm bảo cạnh tranh được tốt. Vậy thì đó là một cái thị trường mở, có nghĩa là bạn sẽ phải thay đổi, bạn phải thay đổi những cái giá, quyết định về giá, ấn định về giá như thế nào cho những cái gói chương trình chăm sóc sức khỏe khác nhau đối với bệnh viện đó nữa, nó cũng nhiều cái phức tạp. Rồi cái yếu tố thứ 7 đó là nhu cầu của công ty, nhu cầu của công ty. Bản thân công ty nào nó bán hàng nó cũng mong muốn lợi nhuận hết đúng không các bạn? Lợi nhuận phải cao. Vậy thì khi nó bán hàng, nó sẽ phải xem xét cái chi phí ban đầu đối với cái sản phẩm đó. Rồi, cái lợi nhuận tối thiểu mà nó có thể đạt được để nó có cái quy định về mức giá sàn. Tức là giá sàn là giá dựa trên cái tổng phí tổn nó bỏ ra, thêm vào đó một mức lợi nhuận tối thiểu mà nó có thể đạt được, thì nó quy định cái giá tối thiểu nó bán ra, đó là giá sàn. Nhưng nó cần phải lưu ý là gì, khi mà doanh nghiệp nó muốn cải tiến, doanh nghiệp nó muốn sản phẩm luôn phải thích nghi với lại nhu cầu thị trường, có những cái mới tính năng vượt trội thì nó phải đầu tư cho R&D. Như vậy nó phải tính cái phần chi phí R&D, nó phải cộng gộp thêm chi phí R&D vào. Rồi nó sẽ phải có những cái chương trình truyền thông, nó có những cái công cụ để nó xúc tiến bán hàng, nó xây dựng mối quan hệ với lại khách hàng, nó xây dựng mối quan hệ với lại những cái đối tác khác vân vân, thì nó sẽ phải tốn những cái chi phí, ví dụ như làm quen bác sĩ, đi tổ chức những cái chương trình cho bác sĩ để sinh hoạt về mặt chuyên môn vân vân, truyền thông đại chúng để có khách hàng vân vân. Vậy thì một cái sản phẩm mà nó bán ra thị trường, ở đây doanh nghiệp nó sẽ đặt ra nhiều cái câu hỏi, nhiều cái yêu cầu, nó chỉ muốn lợi nhuận hay không, đơn thuần là nó muốn lợi nhuận hay là nó muốn đầu tư thêm cho R&D, hay là nó muốn có những cái mối quan hệ tốt với khách hàng, nó có những cái
mối quan hệ với lại những cái người bác sĩ dược sĩ kê đơn, những cái người bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đó, có những cái mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan truyền thông, những cái nhà đầu tư trong tương lai. Ví dụ như nó hấp dẫn, sản phẩm này có thể thu hút những cái doanh nghiệp khác cùng sản xuất, nhận quyền lại thương hiệu của nó, vân vân, thì nó sẽ có cái mức giá định giá như thế nào cho phù hợp tùy theo nhu cầu của nó. Thì thường doanh nghiệp nó muốn những cái điều đó thì nó phải có những cái giá thấp, giá thấp các bạn. Rồi, định giá sản phẩm này có gây phức tạp không, hoặc sẽ bị phức tạp do định giá của các sản phẩm của các công ty khác, tức là xem xét cái yếu tố cạnh tranh trong đây nữa hay các bạn. Rồi, khả năng của công ty, khả năng của công ty khi mà quyết định về giá, công ty có thể định giá cao, định giá thấp hoặc là định giá bằng với lại thị trường. Thì mỗi một cái quyết định định giá sai lầm nó có thể gây ra những cái hậu quả đó. Thì công ty cần phải đòi hỏi trả lời những cái câu hỏi sau: định giá sai sản phẩm công ty sẽ phải trả giá bằng điều gì, nguy hiểm nha các bạn. Rồi, bộ phận quản lý cao cấp của doanh nghiệp có chuẩn bị đối phó với những khủng hoảng về truyền thông từ cộng đồng nếu mình để một mức giá quá cao hay không, tức là bị cộng đồng lên án đó, giống như test Covid xét nghiệm mà giá cao quá thì dân nó cũng la làng lên đúng không? Bây giờ truyền thông nó mạnh lắm các bạn. Rồi, bộ phận quản lý cao cấp của doanh nghiệp có hỗ trợ được các vấn đề về tài chính, tức là xúc tiến thương mại để truyền thông quảng bá cái sản phẩm trong cái việc định giá của sản phẩm hay không đó, tức là năng lực của công ty, năng lực của công ty. Như vậy ở đây các bạn thấy năng lực của công ty khi mà đưa ra cái quyết định về định giá, nó sẽ có những cái bộ phận để hỗ trợ cho marketing trong vấn đề định giá. Ví dụ như nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu những cái bộ phận để nghiên cứu về giá cả, về điều kiện kinh tế, rồi những cái kinh nghiệm trong quản lý, kinh nghiệm trong kinh doanh, nó sẽ đưa ra những cái chiến lược về giá. Vậy thì mình có những cái mức giá cho nó phù hợp, ví dụ mức giá cao, mức giá cao trong thị trường nhạy cảm thì đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp trong vấn đề bán cái sản phẩm. Hoặc là mức giá thấp khi mà mình bán lẻ ra thị trường OTC, thị trường bình dân, thì mức giá này nó sẽ thấp nhưng tốn chi phí quảng cáo nó nhiều hơn đó. Thì thường á, ai là người quan tâm đến giá hơn? Dược sĩ bán thuốc thì họ quan tâm đến giá nhiều hơn, nhưng mà bác sĩ thì họ không quan tâm, họ so với dược sĩ thì họ không quan tâm về giá đâu. Họ không có chủ động tìm kiếm những cái thông tin về giá đâu để mà chỉ định kê đơn cho bệnh nhân đâu. Họ quan tâm đến cái điều trị nhiều hơn. Rồi cuối cùng, yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chính cái quyết định về giá, đó là chính sách công, phản ứng của giới truyền thông thông tin và dư luận xã hội ha. Truyền thông thông tin và dư luận xã hội thì môi trường chính sách công nó liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước về y tế, về dược. Ở đây nó sẽ đưa ra những cái quy định, những cái chính sách để thiết lập một cái mức giá như thế nào đó cho phù hợp. Như vậy nhà nước mình có quy định về công khai giá, niêm yết giá, bán với đúng với giá niêm yết, giá bán buôn, giá sản xuất, giá bán lẻ, giá nhập khẩu, giá ở trong bệnh viện, nó cũng quy định về mức giá luôn ha các bạn. Và khi mà chúng ta có một cái dư luận nào đó về giá của sản phẩm
thì đội ngũ truyền thông này nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Ví dụ bạn nghe những cái thông tin, những cái bài báo về bệnh viện nào đó sử dụng thuốc, nhập cái thuốc chuyên khoa điều trị ung thư, điều trị giá cao quá, ngất ngưỡng luôn, thì lợi ích ai đạt được đây, bệnh nhân, bác sĩ hay là bệnh viện vân vân đó, thì lập tức truyền thông nó sẽ lên tiếng. Những cái người mà ủng hộ cho bệnh nhân, bảo vệ quyền và lợi ích cho bệnh nhân, đó là cơ quan truyền thông các bạn. Những cái người cử tri đại diện cho dân khi mà tham gia các phiên đối chất với lại quốc hội, họ cũng đưa ra những cái câu hỏi để tranh luận phản biện về vấn đề giá, về vấn đề chăm sóc y tế. Như vậy đối với cái chính sách công, đối với phản ứng của truyền thông thì chúng ta quan tâm đến cái câu hỏi nè, giá sản phẩm khi mà doanh nghiệp mình đưa ra đó, nó có thu hút sự chú ý của giới truyền thông không? Nhạy cảm á, dạo này cái ngôn luận mạng xã hội nó mạnh quá. Những cái gì bất hợp lý dư luận họ sẽ phản ánh, từ đó sẽ có những cái hiệu ứng những cái hiệu ứng thì cơ quan nhà nước họ sẽ phải theo dõi để họ có cái quản lý, cái kiểm soát về định giá cho nó phù hợp không. Rồi như vậy ở đây mình có cái bảng 5.7 ha, các cân nhắc về giá dược phẩm mới. Chính sách công nó sẽ ảnh hưởng tất cả các bạn. Chính sách công đặt quy định hàng rào pháp lý đối với cơ quan quản lý nhà nước. Giá cả sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nè: cạnh tranh, quyết định từ người kê đơn, nhu cầu công ty, môi trường chi trả, đặc điểm bệnh tật, giá điều trị, đặc điểm của người bệnh, khả năng của công ty, gì ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà chính sách công là ảnh hưởng bao trùm hết. Luật mà không sống phải tuân thủ theo quy định pháp luật, chạy trời không phải nắng đó các bạn. Như vậy, định giá dược phẩm là một cái vấn đề phức tạp, không có lời giải đáp cụ thể nào cho chung chung được, mà phải cho từng cái trường hợp riêng biệt. Mỗi một cái quyết định về xây dựng giá, định giá, nó ảnh hưởng đến thành công và thất bại của doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp nó sẽ có những cái tham khảo, những cái bài học, những cái nghiên cứu để mà nó đưa ra cái quyết định về giá sẽ cho sáng suốt hết các bạn. Rồi, ngừng ở đây chút xíu nha, chút xíu, khoảng 5 phút đi ha, 5 phút. Các bạn nghỉ khoảng 5 phút, 10 phút thôi ha, để tranh thủ không? Bài còn dài quá, tôi nghĩ lâu lâu xíu. Đi qua lại xíu ở đây ha. 10 phút đi, 10 phút ấy, 10 phút sau quay lại, 10, 15 phút cũng được, ok. Mệt chưa? Ok, nghỉ chút xíu nha, 10 phút nha các bạn, tôi đi ra ngoài xíu kìa. Ba giờ rưỡi, 3:40 ha, 40, 45 gì mình quay lại nha.